Dạ Nam Mô Đà Phật. 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 Dạ phải nặng chứ. Dạ. Dạ Nam Mô Đà Phật, phải nặng chứ đâu có nhẹ được cô. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật, nhẹ nhẹ sáu ơi sáu. Dạ Nam Mô Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Dạ Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy, lễ kính thưa quý cô bác. Thì hôm nay thành bổn cư sĩ cùng theo chân của cư sĩ Quốc Tạo cùng với Quynh Dũng để phát quà cho các cư sĩ ở trên núi. Thì hôm nay cái sức quà hôm nay là gồm một chai nước tương, một chai dầu ăn, một bịch bột ngọt và một bao gạo, một phong bì nữa nha quý vị. Thì hiện tại thì gạo trả lên thì chưa có đủ. Thì một lát nữa gạo trở lên đủ rồi cũng như các cư sĩ sẽ lại đây nhận cái sức quà này. Buổi sáng thì Quốc Tạo với Quynh Dũng đã có mặt tại cốc của chú Hai Mài để phát những phần quà quý giá của các mạnh thường quân. Thì nơi đây thì chúng em đã chuẩn bị gạo với dầu nước tương dân gian, những thực phẩm đã chuẩn bị xong. Thì nơi đây thì anh Dũng sẽ bỏ vào thiệp bao thơ. Thì mình bỏ vô bao thơ một bao nhiêu anh? Mỗi một bao thơ 200 ngàn. 200 ngàn, vậy là quà mình cũng tương đối với 200 ngàn. Quà là 200 ngàn. Vậy đó là một phần quà 400 ngàn. Một chai dầu ăn 45 ngàn. Một chai nước tương 10 ngàn. Dạ. Rồi một bịch bọc ngọt 30 ngàn. Với một chục ký gạo 120 ngàn. Dạ. Với tiền mình mua bao thơ với mua một ký bọc á, là cộng vô là đủ rồi 200 ngàn. Rồi thì nó tóm lại là nó 200 ngàn phần quà gạo bùi đồng ngọt với em hơn 200 ngàn. Thì nơi đây sẽ chúng em sẽ phát là 40 phần. Thì hôm nay Quynh Dũng có nói là có phát sinh thêm, tại vì lúc nào cũng không phát sinh thêm nha quý vị. Thì nếu mà phát sinh thêm thì Quốc Tạo sẽ dùng thứ nhất là cái quỹ của mình, thứ hai là cái phần của chú Út Quy để giúp cho những người khó khăn, thì Quốc Tạo sẽ đến đây sẽ giúp tiếp dục. Thì mà nếu mà cái người mà phát sinh thêm thì mình sẽ gỡ bao nhiêu anh Dũng, thì anh có thể nói lên. Nếu vậy thì cái người phát sinh thêm thì mà mình gửi bằng cái phần quà này. Quà ha, rồi ok. Giờ phát sinh thêm chắc cũng nếu có phát sinh thì chắc tại nãy cũng có mấy ông sư qua. Rồi. Có khoảng chắc thiếu khoảng 5 người. Rồi ok. Vậy là 5 người Quốc Tạo sẽ dùng cái phần quà của chú Út Bi để gửi cho mọi người luôn. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô. Dạ. Thì hôm nay cũng Quốc Tạo cũng có nói trước là phát gạo này là của cô Ngọc Mai ở Mỹ. Và cô cũng đã theo chân của Quốc Tạo để cùng với Quốc Tạo để làm phước, để giúp đỡ cho bà con khó khăn. Thì cô là tài thí, Quốc Tạo là vô ý thí. Thì ở đây mọi người cũng là vô ý thí để cùng nhau để mình xây dựng một cái việc giúp đỡ cho mọi người, cũng như là thầy đã dạy. Làm cho mọi việc, mọi người đời mà được hưởng phước thì mình là đã có phước rồi. Dạ thì cô có nói thêm là hồi hướng cho là má vợ má chồng của cô là bà Lâm Tu Lê, hưởng thọ 82 tuổi. Thì nơi đây chúng em sẽ chút xíu sẽ công bố về cái thằng này là nó mua với bà con, có nghĩa là anh Dũng anh kêu để dán cho nó sát lại chút, cho nó đẹp lại chút đó, mà khỏi dán cũng được nữa, là như thế này khỏi dán thế nào, nhưng mà để cho nó đẹp thì có đẹp, để mình để nó còn cầm cầm á, ta tưởng là mình cho người ta 1 triệu á, mình cho có 200. Nhưng mà tiếng sau mình có, nếu có mạnh thường quân ủng hộ nữa thì mình có thể mình tăng thêm cho bà con trên đây, cho mấy đồng đạo ở ẩn tu á. Dạ. Người ta có như kinh phí mua thuốc men hay hoặc là mua những gì cần thiết. Theo như anh á thì ở trên đây mình cho tầm cái phần quà khoảng bao nhiêu để cho nó xứng đáng, nó vừa bình thường.
Nếu dừa thì như phần quà của mình khoảng 200, với mình bỏ bao thơ 300 thì thấy tương đối. Là phần quà 500 đó quý vị, nếu mà tương đối phần quà 500 sẽ là rất là vừa. Còn nếu mà mình muốn phát 400 thì cũng ở đây cũng bình thường, 300 cũng được. Có gì bình thường, nhưng mà có nhiều mình phát. Có gợi ý lên như vậy đó, 500 nó sẽ tốt hơn. Vậy thôi. Thì quý vị thấy rồi đó, chú Sáu rồi mà mọi người rồi anh Dũng lòi gạo lên cũng rất là khó khăn luôn. Chứ đâu phải như ở dưới mà muốn đem cái xe tải chạy cái ào là cái đủ. Mà nếu tiện nhất á, nếu tiện nhất á, để cho những vị ở tu trên núi á, như mình thằng Tịnh Tài á, thằng vật chất thì như mình bỏ bao thao không cũng được. Cho vị đó ở an cấp, người ta muốn muốn mua gì đó, ta mua, ta cần thiết, ta mua cái gì đó, ta mua. Có nghĩa là ý anh nói là mà nếu mà mình cũng muốn gọn nữa thì mình sẽ bỏ bao thơ cho ta thôi, để cho người ta mua thì ta mua ha. Tại vì nổi cái tiền mình chở gạo lên ở dưới chân mà chở lên tới trên núi là người ta ăn tiền phí mình nữa rồi. Người ta cũng ăn tiền phí mà. Thì cái nào hay thì anh cứ nói đi, cứ rồi mạnh tiền. Nếu mình để cái chuyện gì nào tốt mình ta sẽ làm. Nếu mình để bao thơ xong thì cũng gọn, để anh em cô bác tu trên núi này, người ta muốn sử dụng đó, người ta muốn mua cái gì á, tiện của trong am cấp á, người ta mua. Theo ý kiến vậy thôi ha. Mạnh Thường Quân thì tự Mạnh Thường Quân, ý kiến sao thì mình làm. Là mình làm theo ý của Mạnh Thường Quân, mình chỉ đưa lên cái chỗ đẹp hay. Nhưng mà rồi á, nó nhắc thêm Mạnh Thường Quân, giả tỷ mình muốn cầu an hoặc cầu nguyện cho ai đó, cái mình nói tên luôn cái sẵn đó, cái trước khi phát quà đó là anh em tổ chức ca cầu an một lần, cầu nguyện một lần. Cầu an là cho quốc thế dân an và cho những người bị bệnh, còn cầu nguyện là cho những người đã quá giãn rồi và những người bị Covid chết, và với những người thân Mạnh Thường Quân đã qua đời đó, có mình ghi tên sẵn đó cầu nguyện luôn vậy đó. Nó sẽ hay lắm, chứ còn không phải mà lên mình chỉ phát quà cái rồi xong không phải vậy, nhưng mà cần phải có sự cộng tác cùng chung để có sự cầu an cho quốc thế dân an, có sự cầu nguyện cho những người đã quá cố, nó sẽ hay lắm. Rồi mình đem lại những cái một hai ý để tặng cho cô bác anh chị em trên núi, để ta cũng có một cái tinh thần ta vững vàng hơn. Và các cô bác cứ việc an tâm lo tu đi, để có Mạnh Thường Quân tẩm hộ la dai hoài. Cô bác khỏi lo, mấy người tu khỏi lo. Ông ba nói không cần lo đói lo no, bền lòng niệm Phật là Phật lo cho mình. Sẽ các vị chư thần, các vị hảo tâm á, người ta sẽ, các vị vô hình người ta sẽ kéo mấy vị Mạnh Thường Quân lại ủng hộ cái việc lo tu, đừng có sợ. Để anh coi, có số người người ta lớn tuổi đó, người ta sợ đây lên núi tu á, rồi không biết có cuộc sống ổn định hay không, người ta cũng sợ. Nhưng mà mình theo mình nghĩ rằng mình tu mình không cần sợ điều đó. Sẽ có, mà không có Mạnh Thường Quân này ủng hộ thì có Mạnh Thường Quân khác ủng hộ cho mình tu hoài. Mình không sợ điều đó. Rồi thì đến đây cũng xin kết thúc đây để mời quý vị cùng với tu sĩ Dũng cùng với cư sĩ Quốc Tạo sẽ phát quà, xem cái buổi lễ phát quà như thế nào ha. Là Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi mời mấy cô mình đứng gần lại. Út mời Út vô đây luôn. Út ơi, chế làm kiểu cái chế nha. Ủa, chế nữa môi được phải. Mời sư cô qua đây luôn, mời đứng đây nè. Đứng đây nè, đó đúng rồi đó. Bây giờ mình lại nó đầu trước đi rồi đem ra phát ngang ra mình cúng luôn. Rồi vậy đi ha. Dạ đúng rồi. Nhiêu được rồi, dạ. Còn lát nữa mà có mặt đặt tên. Đây đưa qua đây nè. Ông sư đưa ông sư cây. Có cần cầm nhang không? Cầm luôn. Vô đây nè thầy.
Rồi, mà, rồi sư huynh đứng đó cũng được. Rồi lời nói đầu. Bây giờ giới thiệu cho đệ nói vài lời và thay mặt cho Mạnh Thường Quân. Rồi chưa? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước kính thưa chú Hai Mài là người đại diện cho am trại trên núi. Sau kính thưa Quốc Tạo đại diện cho cánh Mạnh Thường Quân, chị Ngọc Mai. Sau kính thưa chư đồng đạo tu trên núi kính mến, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, cũng là ngày đem tịnh tài ủng hộ cho các vị tu ở trên núi. Trước khi phát quà đem lại cái tinh thần và vật chất, thì trong đó có cầu an cho thế giới năm châu bốn biển, và trong đó có cầu nguyện một lần cho bà Lâm Tu Lê 82 tuổi. Và thay mặt cánh Mạnh Thường Quân xin trân trọng giới thiệu kênh cư sĩ Quốc Tạo nói lời nói đầu thay mặt cho Mạnh Thường Quân đem những gì đến nơi đây để ủng hộ người tu trên núi. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Đà Phật. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Cư sĩ Quốc Tạo xin mến chào toàn thể quý bà con cô bác nơi đây và quý bà con cô bác trên cộng đồng mạng kính mến. Chúc quý vị một ngày thật là an lạc. Dạ thì kính thưa toàn thể cho quý vị, thì Đức Thầy cũng có cho biết là ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm, hay là giúp cho cái đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn lúc chuông đồng Phật bự. Thì với nghĩa cử cao đẹp đó, thì các vị Mạnh Thường Quân cũng đã làm theo lời chỉ của Thầy, cũng đã ủng hộ Quốc Tạo để nhờ Quốc Tạo làm nhịp cầu để lên núi để giúp đỡ cho những các vị cũng như khó khăn, như là tu sĩ, như là cư sĩ. Thì tổng thể hôm nay với cái một cái quan cảnh trang nghiêm nơi đây, thì tại cốc của chú Hai Mài, thì Quốc Tạo cũng rất là cảm kích các vị Mạnh Thường Quân cũng như là chị Ngọc Mai đã gửi đến nơi đây 40 phần quà. Một phần quà là trị giá là 400.000 và hồi hướng cho mẹ chồng của mình là bà Lâm Tu Lê, hưởng thọ 82 tuổi. Thì nơi đây thì với một không khí trang nghiêm như thế này, thì Quốc Đạo xin đại diện cho toàn thể những người ở nơi đây rất là cảm ơn tấm lòng hào hiệp của chị Ngọc Mai. Dạ thì Nam Mô Di Đà Phật. Lời nói đầu của Quốc Đạo đã hết, thì xin Quynh Dũng để mình làm chương trình. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Mời toàn thể chư đồng đạo giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm để cầu an cho quốc thế gian an và cầu nguyện gồm chung một lần để giữ tâm thanh tịnh cho buổi cúng này cho đạt được đến phần mỹ mãn hơn. Mời hướng tâm về thánh tượng Quan Thâm Bồ Tát cùng Phật Di Lặc phía trước chúng ta đồng kính chung ba xá. Và đại diện, phía đại diện chúng ta quỳ và thống nhất chấp hương đưa lên trán nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh cho chúng con. Nay xin thành tâm cầu nguyện cho quốc thế dân an, bá tánh được an cư lạc nghiệp. Cầu nguyện cho thế giới không còn chiến tranh, không còn bệnh dịch hoành hành, trả lại sự bình an cho nhân loại. Cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Cầu nguyện cho gia đình Bụi Quyến được trên thuận dưới hòa, cơm no áo ấm. Nguyện cầu cho Mạnh Thường Quân được nhiều sức khỏe, phát bồ đề tâm tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nay tất cả chúng con xin thành tâm cầu nguyện cho bà Lâm Tu Lê 82 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
và mời đúng lên. Mời xá một, xá Thu Hương thống nhất. Thượng hương vừa xong, thống nhất kính lễ bốn xá thay cho bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Mời xá ba xá chánh giữa niệm. Nam mô A Di Đà Phật bên trái, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát bên phải, Nam mô Quan Thâm Bồ Tát. Buổi cúng đã xong, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mời chư đồng đạo đi vào phía bên trong để chúng ta tiếp tục phát quà. Rồi bây giờ mình đứng bên đây nè, đặng mình lấy đồ mình đưa qua nè. Một người, anh Sáu vô đại diện đưa tiếp đồ anh Sáu. Dạ. Anh Sáu phía sau đi. Rồi, bắt đầu bên đây đưa quà này, bên đây đưa quà này tới tôi đưa này. Rồi xong. Dạ đây có đây ông này đây. Rồi mời ông sư tiếp. Rồi cầm đưa, cầm đưa. Dạ, Nam mô Đà Phật. Dạ 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 phải nặng chứ. Dạ. Dạ Nam mô Đà Phật, phải nặng chứ đâu có nhẹ được cô. Dạ Nam mô Đà Phật. Dạ Nam mô Đà Phật. Dạ Nam mô Đà Phật. Dạ Nam mô Đà Phật, nhẹ nhẹ Sáu ơi Sáu. Dạ Nam mô Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô 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 Đà Phật. Nam mô Đà Phật. Dạ 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 Nam mô Đà Phật. Dạ. Dạ Nam mô Đà Phật. Dạ sao cũng được, Nam mô Đà Phật. Dạ Nam mô Đà Phật. Út chưa lấy gạo. À để đó cho Út đi. Dạ. Dạ Nam mô Đà Phật. Con phía sau. Đưa gạo rồi. Dạ. Toàn thể chú quý vị thì nơi đây quốc đạo cảm giác được một cái không khí lành. Dạ đúng rồi. Vui luôn quý vị. Đầu tiên quốc đạo lên núi Thất Bà mà được bà con mà điều như vậy mà hiền hậu như vậy rất là vui luôn quý vị. Rất là quý luôn. Dạ rồi xong rồi hai phần mà tương phần với đệ hụng phần rồi.
Dạ, rồi xong. Dạ, Nam Mô Đà Phật.